Con chào thầy. Dạ. Thầy đi khất thực ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Thầy cho con hỏi chùa mình ở đâu thầy? Dạ, đây cách trực ba y một bát. Bây giờ hiện tại Việt Nam và trên thế giới không có chùa nào mà thực hiện đứng được ba y một bát. Dạ. Cách đây toàn là chùa to tường đẹp không đúng với Phật giáo ba y một bát của Phật Thích Ca cách đây 2564 năm. Dạ. Thầy cho con xin phép cho con hỏi được hỏi là thầy mình hiện nay cái chùa chủ trì cái chùa mình hiện nay đang làm ở đâu thầy? Sao sao ạ? Cho con hỏi là thầy bây giờ hiện nay mình đang tu tại chùa nào thầy? Không, là mình không tu được ở chùa nào hết. Bây giờ thầy muốn có một chỗ nào đó sống một mình thôi, một chút lều rất nhỏ, nhiều canh như hồi xưa thôi. Đó để sống, để ôm bát khất thực giao duyên với chúng sanh, nhưng mà không có, không tìm ra được. Bây giờ hiện tại là thầy đang ở nhà con trai. Trước khi xuất gia thì cho con hết tất cả tài sản, không có một cái gì nữa. Yeah. Và hiện tại bây giờ thì thầy ở trên quận 9 và bây giờ thầy đang về ở là phường Biên Hòa, ở tại ông già vợ đó. Yeah. Một căn nhà ông già vợ để khất thực ở Biên Hòa, ở Tam Hiệp Biên Hòa, rồi hôm nay lên tài sản dài đây. Yeah. khất thực khoảng một tuần cuối rồi thứ bảy này thầy về lại Thủ Đức. Yeah. Vậy một tuần là mình đi được bao nhiêu buổi thầy? Thầy đi xin, có nhiều khi họ cho đủ ăn trong một ngày thì thầy về. Yeah. Chỉ cần đủ ăn trong một ngày thôi là thầy về. Yeah. Nhưng mà có khi do gieo duyên thì người ta cho hơn, thì thầy ăn được 2 ngày thì ăn hết rồi thầy lại tiếp tục đi. Yeah. Không kể được, tức là đứng hết thầy ăn là đi thôi. Yeah. Rất là thanh thản an lạc. Yeah. Thầy ơi, nhưng mà dạ cho con hỏi một xíu, nhưng mà yeah, mình hiện nay mình không có ở trong chùa nào ha? Không ở chùa nào được, mà cũng không có chùa nào cho ở, cũng không ở được. Tại sao vậy? Yeah. Tại vì các thầy chủ trì đi ăn uống chi thời, không phải là ngày một bữa mà 2-3 bữa. Yeah. Ngoài ra các thầy còn xin Phật tử tiền bạc. Các thầy ở trong chùa hiện tại bây giờ sống còn hơn ở ngoài đời nữa. Yeah. Chùa to trần đất, ngoài đời có cái gì thì các thầy có cái đó còn hơn thêm nữa. Yeah. Cực kỳ thuyết phục. Thậm chí bây giờ rồi có thầy đến 300 tỷ. Yeah. Gọi là hoàn tục. Dạ. Thầy bây giờ Phật giáo đông đúng không? Dạ, hoàn tục lấy vợ ha. Dạ, dạ. Đó, thầy sư nói thật. Dạ. Sư nói như thầy nói như thế không có nghĩa là phỉ báng người ta. Dạ. Nhưng mà sư nói Phật, thầy nói đó là sự thật. Dạ. Là như thế. À, thầy cho con xin phép cho con được hỏi pháp. Dạ. Danh của mình là pháp danh của mình là gì ạ? À, pháp danh của thầy là Thích Thiện Pháp. Thích Thiện Pháp ha. Dạ. Dạ. À, còn là tên thường gọi của thầy gọi là tên gì? Tên thường gọi là Vinh Trần. Vinh Trần ha. À, yeah. Thầy có ở trong Facebook là thầy có đến 4 trang Vinh Trần. Yeah. Thì nếu mà con có duyên con nghe đó con coi, thầy lập ra nhiều trang là bởi vì cũng là muốn đưa Phật giáo đúng ba y một bát và yeah, đạo đức làm người đó. Yeah. Tức là sống đúng năm giới đến với mọi người. Yeah. Yeah. Hiện nay mình chủ yếu là mình sống ở khu vực nào thầy? Dạ, nói chung là nếu mà đúng ba y một bát thì chỗ nào có cái chỗ ở để tá túc thì thầy sống thôi, chứ không kể. Giờ đâu còn như chỗ nào cũng là nhà. Dạ. Gốc cây là giường nằm rồi, trời. Dạ. Đất là kể như màn chiếu rồi, đâu còn gì đâu nữa. Dạ. Bởi vì con biết tại sao, con người ta là không có thật. Dạ. Con người ta là duyên hợp. Dạ. Con người ta là duyên hợp cho nên là không có thật. Vô. Dạ. Thường mà. Dạ. Không có thật cho nên có gì đâu mà mình chấp là con người đâu. Dạ. Thì bây giờ trên thế giới là có 7 tỷ tư người. Tại vì họ không biết cho nên là họ lầm chấp là con người có thật, cho nên họ sống nào là chém giết nhau, lừa nhau, rồi thì chiến tranh các nước, rồi thì người này nói xin lỗi cũng giống như lừa người khác. Yeah. Có cái gì cả. Yeah. Vậy là mình đi từ hướng lấy, mình đi từ hướng nào tới thầy? Dạ, hồi nãy là đi tại dưới chỗ nhà hàng Bình Minh ấy, tức là đến nhà một nhà người thân ở đó, rồi đi lên bên này, đi lên bên. Yeah. Này, giờ đi vòng về lại. Yeah. Tức là đi lên, rồi giờ đi về. Yeah. Yeah. Vậy bây giờ mình về nhà ha. Hay dạ, là trên đường về nhà. Dạ, trên đường về nhà. Hiện có nghĩa rằng hiện nay là thầy cũng không phải là về nhà chính của mình. Đúng rồi. Mà thầy cứ đi gặp đâu là thầy nghỉ đó ha. À, gặp đâu bây giờ chỉ có người quen thôi. Dạ. Thì mình đi xin ở nhà cho xin ở đây một lúc rồi thì về. Dạ. Nếu mà khất thực tới đó đến 10 giờ thì ở đó ăn luôn. Dạ. Rồi lại đi về. Dạ. Xin ô tô bít, xin người. Như hôm nay thì thầy có chiếc xe của ông bây giờ xe cũ. Dạ. Đưa cho thì thầy đi thôi. Dạ. Dạ. À, cho con xin phép cho con được hỏi thầy. Dạ. À, mình tu này là mình đã được cấp phép chưa thầy? Dạ, ở đây bây giờ làm sao mà ai cấp phép cho được? Không, là ý con đang muốn hỏi thầy là thầy được cái chức danh được thích. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Lấy tiền được thì xin thực phẩm đại tình an thôi. Không. Dạ. Rất đa tài, cảm ơn anh, không thể nhận được.
Dạ. Dạ. Cho con à. Dạ, cho con xin phép con hỏi thầy. Dạ, dạ. Công việc, công việc. Nếu mà dạ. Lấy nó làm thầy, thầy chỉ lấy đồ. Thầy chỉ được nhận đồ ăn thôi. Dạ. Đấy, ăn người ta cho đây. Thầy chỉ nhận đồ ăn thôi. Dạ. Vậy con đang muốn hỏi thầy á, dạ. Là mình đi tu hành nhé thầy. Dạ. Thì trước đây mình đã được chủ trì được bên hội Phật giáo Việt Nam á, thì đã được cấp cho mình cái chứng chỉ nhá thưa thầy. Dạ, bây giờ nói cho anh như thế này này. Dạ. Hội Phật giáo Việt Nam bây giờ tu cũng không đúng chính pháp. Dạ. Tại một bác ngay như Hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là bên đại thừa. Dạ. Đó này, họ đang sống trong chùa to tượng đẹp. Dạ. Thì làm sao mà họ có quyền được bên này. Dạ. Bây giờ họ đang ngăn cấm. Dạ. Nếu mà con theo dõi thậm chí giáo pháp của Đức Phật. Dạ. Thì bây giờ họ còn nói là cái hạt đó là hạt thấp bé nhất. Dạ. Thế con nói cái gì nữa thầy cũng có quên cái từ nó rồi. Dạ. Nhưng mà nhưng mà bởi vì bây giờ cũng là Phật giáo bây giờ cũng là gọi là nạn nhân của Phật giáo hồi xưa. Yeah. Của bên Ấn Độ gọi. Yeah. Là Bà La Môn đó. Yeah. Bà La Môn giáo. Yeah. Cho nên các thầy bây giờ tu các thầy không biết. Yeah. Tức là các thầy tu sai mà các thầy cũng không biết. Yeah. Bây giờ có biết các thầy cũng không thể sửa được. Yeah. Bây giờ thành một cái nghiệp lực rồi. Yeah. Cho nên Hội Phật giáo Việt Nam cũng giống như những Phật giáo bây giờ trên Việt Nam và trên thế giới rất là đáng thương. Họ rất đáng thương. Yeah. Họ không thể giải thoát được. Yeah. Mà cũng không biết kiếp nào họ gặp được giáo pháp để học làm người. Yeah. Giáo pháp của Phật Thích Ca là đúng là đạo đức sống, đạo đức sống nhân của tội là đạo đức là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Yeah. Đó là thực hiện năm giới, các năm giới con hiểu rồi. Yeah. À, đó là như thế. Rồi sau đó muốn thực hiện năm giới đó, muốn giải thoát thì không còn tái sinh luân hồi nữa thì sống 10 điều lành, xong đó là xuất gia. Xuất gia bây giờ giống như thầy hôm nay thầy cũng đạt được, kể như thầy là chết thì không còn tái sinh. Yeah. Thầy nói với con bây giờ có một người công an hoặc là một người nào đó chỉ đúng con đầu thầy bảo là tôi chỉ biết ông. Thầy bảo anh cứ tự nhiên, tôi không có cái gì. Nếu mà anh giết được tôi thì cảm thấy giết tôi được thì tôi cảm ơn anh, bởi vì anh đã đoàn là cái mạng sống của tôi rất cảm ơn, bởi vì mạng sống này không có thật. Mạng sống này là của chuyên nghiệp, của vốn đại, liên hợp của vốn đại, là đất nước do lửa cho đâu có gì đâu mà có thật đâu mà chấp. Yeah. Cho nên anh đạt đoàn cái mạng của thầy đó, thầy rất chân thành cảm ơn, rất tốt. Cảm ơn. Dạ, vậy. Tự nhiên thôi. Dạ. Tự nhiên giống như mình lương được tiền. Dạ. Dạ. Thế vậy là thầy hiện nay là mình cũng không chủ trì ở trong một cái ngôi chùa nào ha? Không ở được. Dạ, không ở được luôn. Là kể như là những ông thầy đó là bị kinh khi liền chứ. Dạ. Sao? Không có thầy nào sống được như thế này, không. Dạ. Có thầy nào sống được. Dạ. Thầy không kinh khi người ta mà thực tế là vậy. Không, con rất hiểu vấn đề đó. Nhưng mà ý con đang muốn hỏi sâu hơn thầy. Con mình, hỏi cái gì thầy trả mình, đáp không mình, có một mình cái gì. Mình tìm một cái ngôi chùa nào đó nó nằm trong sâu cũng được thầy, có thể là mình sống một cuộc sống nó để mình tu hành cho nó yên, cho nó tịnh tâm ấy thầy. Dạ. Dạ. Thì mình không phải đi này, con thấy đi này nó cũng nói thật là cũng rất rất vất vả phải không. Dạ. Không phải, con biết không, khi hành ba y một bát của Phật Thích Ca, khi đi như thế này là sống trong chánh niệm. Yeah. Sống trong chánh niệm có nghĩa là đi mà mình không thể mà đạp vào một con kiến, một con côn trùng nào ở dưới chân. Yeah. Thứ nhất, cái thứ hai là mình không đạp vào gai hoặc là bẩy chai. Yeah. Và đi xả hết tâm, cho nên là nó thanh tịnh đến cái mức độ mà có con thầy phải khóc ấy. Yeah. Thế mà sao mà nó thanh tịnh như Phật giáo, sao mà tu hành đến mà thanh tịnh đến chỗ này, thầy phải khóc luôn đấy bảo. Yeah. Trời ơi, sao ngoài đời không biết buông bỏ hết mà đi như thế này. Yeah. Một người an lạc không có một cái gì ở trên đời này mà tránh được cái đó. Yeah. Cái mức độ như thế, thế hỏi là sao? Yeah. Và thầy bây giờ đã tu hành giải thoát rồi, thầy phải đi gieo duyên cho chúng sanh để họ cũng có duyên chứ. Yeah. Cho dù họ có ghét thầy, nhưng mà chính cái ghét đó trở thành ấn tượng. Là người ta chỉ chấm một chấm chấm hỏi. Yeah. Tại sao có ông này như thế này như kia? Đó là. Yeah. Từ đó họ sẽ suy nghĩ. Rồi. Yeah. Thì họ tránh. Yeah. Đó là một cái tương lai rất dài, thầy nói. Yeah. Đó là giáo viên như vậy, cực kỳ thuyết phục. Và thầy cũng trả lời cho con một cách đơn giản cho con, tại sao Phật Thích Ca đi tu rồi, nó là chính quả rồi, con về kéo cả đứa con trai duy nhất của mình là mới có 10 tuổi cũng đi xuất gia luôn. Yeah. Rồi thì vợ rồi thì dòng họ Thích Ca, chính như thế bây giờ mới có là dòng họ Thích Ca đó. Dạ, con cũng nghe. Đúng không? Đến bốn Phật là giáo hóa đến
có khách thì nói 45 năm, có khách thì nói 49 năm, nhưng mà cái điều đó không cần, không quan trọng, nhưng mà phần cái giáo hóa, cái giáo hóa chúng ta cho đến lúc là đến ngày chết mình ở dưới cây Sa La chết cho nó có về cung vua chết thôi. Yeah. Vậy là thầy hiện nay là thầy cứ đi như vậy thôi chứ không có một cái điểm nào dừng chân nhất định hả thầy? Có cái điểm nào thuận lợi là thầy ôm bát đi, thầy không có chỗ nào dừng chân. Yeah. Bất cứ chỗ nào vừa ra Hà Nội mà ra Hà Nội có người nào bảo dạ thưa thầy mời thầy ra Hà Nội có chỗ cho thầy ở, thầy cấp cái chỗ của thầy đi gì. Yeah. Nó có nghĩa lý gì đâu, các pháp thế gian nó vô thường, nó có gì thật đâu mà mình chỉ chấp nữa. Nếu dạ cho con hỏi, nếu mà bây giờ có một ngôi chùa nào mà nhận thầy để có thể là cai quản một cái ngôi chùa đó thì thầy có thấy như thế có được không thầy? Thầy nói thật ra thầy không cai quản ai cả. Dạ. Nếu có ai đến hỏi pháp thì thầy vào đó giới luật làm thầy. Dạ. Giống như Phật Thích Ca trước khi nhập niết bàn để lại một lời nhắn nhủ rồi, các con này lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy. Yeah. Không lấy một ai làm thầy, không lấy tổ làm thầy, các con thì tự thắt nút lên mà đi. Yeah. Thế thôi chứ đâu có gì. Yeah. Bởi vì con đường của giải thoát của con người là chỉ có tự nguyện. Yeah. Con người ta tự nguyện chứ không ai ép buộc ta. Cảm thấy được đời là khổ. Yeah. Đời là khổ thì mới có xuất gia đi tu. Yeah. Để giải thoát thôi, chứ không có gì đâu. Yeah. Tu rất đơn giản. Yeah. Khó thì cũng rất khó, mà đơn giản thì hết sức đơn giản. Yeah. Chỉ có buông bỏ là được thôi. Anh trai này anh ấy gửi thầy cái bánh mì. Dạ đó anh cho hai cái bánh mì này là chín. Dạ. 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 Thầy đủ rồi, thầy không đi xin nữa. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Thầy ơi, thầy cho con hỏi một xíu. Cứ con cứ hỏi. Cho con hỏi từ đây đến trưa cũng được. Cho con hỏi một xíu. Cho con hỏi một xíu. Mình thường xuyên mình đi qua cái tuyến đường nào, nếu có thể thì mai mốt là có dịp có duyên thì con có thể con gặp thầy, con trò chuyện với thầy được không ạ? À được, nếu mà con muốn trò chuyện thì bây giờ thầy nói cho con cái số điện thoại để con lên trên Facebook. Dạ. Facebook là nói chuyện quên thì Zalo. Dạ. Zalo nói chuyện là hay nhất. Dạ. Sau đó thì con muốn gặp thầy bất cứ chỗ nào thì con alo thầy tới, hoặc là con tới thầy rồi thì nói chuyện trao đổi, thầy sẽ nói cho con, không còn thầy nói rằng là con không còn thắc mắc gì. Dạ. Zalo thầy... của thầy là 0907722163. 090 0907722163. Dạ. Đó là Zalo của thầy. Dạ. Thầy vừa mới lập cách đây là khoảng 1 2 tháng thôi. Dạ. Thầy giáo hóa thôi, có nhiều người cần nói chuyện thì thầy nói chuyện trên đó nó khỏi tốn tiền. Dạ dạ, rồi con cũng cảm ơn giờ thầy rất nhiều. Dạ. Cảm ơn thầy buổi trò chuyện hôm nay. Dạ. Con chúc thầy luôn luôn gọi là an lành. Dạ. Dạ, dạ. Con chào thầy. Con dạ dạ. Dạ con chào thầy ha. Dạ. Dạ dạ dạ. Kính thưa cô bác anh chị, kính thưa quý vị các bạn, thì trong cái cuộc trò chuyện mình với một người thầy thì được biết rằng là mình nghe những cái lời chia sẻ rất chân tình của chú chị, của một sư chùa, thì theo như mình hiểu thì hiện nay này thầy rất thành tâm các bạn. Đấy, còn nhiều điều khác thì có thể mình chưa biết được rõ về thầy, nhưng mà theo mình quan sát thì có một số người dân cũng thấy thầy đang đi khất thực cho tiền, nhưng mà thầy cũng không có nhận, vì thầy nói là nhận tiền như vậy là không đúng, vì vậy thầy chỉ có nhận đồ ăn thôi các bạn. Mà thầy nhận đủ đồ ăn rồi thì thầy đi về luôn, chứ thầy cũng không có đi nữa. Hiện nay thầy nói là có nghĩa là thầy đi gặp đâu có thể thầy ngồi đó, ngồi tại gốc cây, tại dìa đường, cái điểm nào thích hợp các bạn, chứ thầy hiện nay cũng không tu bất kể một cái chùa nào các bạn. Vì vậy mình cũng chưa biết cái câu chuyện này như thế nào, thì kính mong cô bác anh chị nếu mọi người có một ý kiến thắc mắc gì thì hoặc có gì thì các bạn để lại bình luận, có thể là góp ý chân thành để có thể là mình sẽ hiểu hơn về những cái vấn đề như thế này. Có lẽ video mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.